Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn nào mà đang kiếm tiền trên mạng, trên TikTok thì mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn tăng follow trên lượt TikTok nha các bạn. Ba cách. Cách thứ nhất thì các bạn nên chỉnh sửa một cái ảnh đại diện cho tất cả các bạn. Các bạn nên chọn hình một bức ảnh một cô gái hoặc là một chàng trai gì thiệt là đẹp các bạn. Cái bức ảnh đại diện này là rất là quan trọng các bạn. Tại vì khi bức ảnh đại diện của bạn đẹp, người ta mới vào xem tất cả các bạn. Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy nguồn video các bạn. Các bạn lên Google Chrome nè. Bị xem ai video này các bạn. Rồi các bạn nhấp vào bị xem ai video này các bạn. Rồi các bạn đăng ký bình thường nha các bạn. Rồi thì có những nguồn video này các bạn, rất là đẹp luôn các bạn. Ba mươi giây hoặc một phút đó lại là vừa hợp chứ tất cả các bạn download về để làm để đăng lên TikTok nha các bạn. Đây thì có trong đây thì có nhiều video đẹp các bạn có về nha các bạn. Nữa các bạn nhấp chim một cái về là tự động nó đau về cho tất cả các bạn nha các bạn. Có thêm một video các bạn ơi, nhiều video lắm. Rồi các bạn muốn tìm, các bạn muốn làm chủ đề nào thì các bạn gõ vào một tìm kiếm nữa tất cả các bạn. Ví dụ mình kinh doanh nè. Rồi các bạn nhấp vào nha các bạn. Nghe các bạn. Các bạn chỉ việc đau về thôi. Các bạn nhấp vào rồi, giờ đây là các bạn tải về nha các bạn. Rồi các bạn tải về, các bạn nên lựa. Các bạn nên lựa khung giờ đăng TikTok là thường thường là có khoảng 10 giờ. 10 giờ các bạn đăng đến một video, sau 3 giờ về chiều các bạn đăng cái video luôn các bạn. Các bạn đăng khung giờ đó người ta mới được xem, giờ rảnh người ta mới có lượt xem tất cả các bạn. Mạng thứ ba thì các bạn vào một tìm kiếm, các bạn đi follow chéo người ta nha tất cả các bạn. Các bạn nhấp vào một tìm kiếm, các bạn gõ vào chữ Charlie nè. Nè các bạn, cô này đăng có 133 video mà đăng lên là 175.000 subscribe. Hơi ít chứ. Các bạn nhấp vào trang cá nhân đầu người của quái nè. Một follow quái nè. Rồi các bạn nhấp vào một follow. Rồi các bạn đi follow cho người ta nha các bạn. Rất là nhanh luôn. Các bạn cứ nhấp gì hoài nè. Các bạn follow người ta, những người này sẽ follow lại cho tất cả các bạn nha, tất cả các bạn. Những người này xiên lắm. Còn bạn nào muốn chơi cái mẹo nữa tăng được follow nữa, các bạn nên đổi vào trang cá nhân của mình, chọn lấy một lên mạng gõ một kiếm một tấm hình y chang này các bạn, đặt tên là Charlie. Đặt tên Charlie Damado cho trang cá nhân của mình các bạn. Biết chi không? Chỉ là nữa những lượt những người tìm kiếm, tại vì cô này rất là nổi tiếng các bạn. Một khi những người ta tìm kiếm là nó hiện lên trang đây là các bạn có thể tăng được follow 1,000 lượt follow. Mình ít có chơi TikTok lắm nên mình mới tạo các bạn. Rồi sau khi các bạn có lượt TikTok đông, người ta theo dõi các bạn, người ta nhấp vào kênh YouTube của bạn nè. Rồi sau khi người ta nhấp vào kênh YouTube của bạn, nó sẽ hiện ra trang kênh YouTube của bạn các bạn, cho bạn chỉnh sửa những thumbnail những người mà nhấp vào cái hình vào một cái video của bạn, như mình ví dụ nha các bạn. Rồi như vậy những người nhấp vào kênh YouTube của bạn chỉ cần nhấp vào xem thôi là bạn là kênh của bạn đề xuất kênh trên trang trên YouTube của người đó là các bạn sẽ tăng lượt subscribe và lượt xem tất cả các bạn. Vậy video mình kết thúc, mọi thắc mắc gì không hiểu các bạn cứ để lại một comment bên dưới, mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn. Mình có để một cái bài viết cho tất cả các bạn vào tham khảo nha các bạn. Vậy video mình đến đây kết thúc, chúc các bạn thành công.